Đi xuống làng đi thăm các cô chú anh chị thì thấy mọi người toàn chỉ có ăn nước mắm công nghiệp thôi. Nước mắm công nghiệp 10-15 nghìn một chai. Thì mới hỏi là tại sao lại ăn nước mắm công nghiệp. Thì mọi người bảo là nước mắm công nghiệp rẻ với là nó ngọt. Nhưng mà ở trong đấy thì nó toàn hóa chất thôi. Thế xong hai vợ chồng mới quyết định là về đi khởi nghiệp. Đó là nỗi niềm trăn trở của chị Hoàng Diệu, sinh sống tại thị xã Nghi Sơn. Chị Diệu là một người trẻ thuộc thế hệ 9X sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy có rất nhiều sự lựa chọn để phát triển bản thân, nhưng chị lại có tình yêu mãnh liệt với hương vị nước mắm truyền thống. Với suy nghĩ, mình không làm thì ai làm, chị đã tìm cách để gìn giữ và phát triển hương vị mắm trăm năm. Thì cái khó khăn đầu tiên là mọi người phản đối. Khó khăn thứ hai nữa là về kinh tế thì lại phải đi vay mượn thêm, khó khăn về tiếp cận thị trường, khó khăn về cái thứ tư nữa là vợ chồng mình là tay ngang, kinh nghiệm thì chưa có mà chỉ có là kinh nghiệm của cha ông để lại thôi. Nhận thấy lý do khiến nhiều người tiêu dùng không thích sử dụng nước mắm truyền thống là vì vị quá đậm và mùi quá nồng. Vì thế, để làm ra loại nước mắm truyền thống, khắc phục được hai nhược điểm trên, chị Diệu đã phải bỏ ra một khoảng thời gian dài để nghiên cứu và tìm hiểu. Cuối cùng, chị cũng đã tìm ra cách kết hợp giữa phương pháp truyền thống là đánh khuấy và hiện đại là rút nõ, nhằm khắc phục hạn chế về màu, mùi và vị theo cách ủ truyền thống, mà vẫn giữ được sự nguyên chất, hàm lượng dinh dưỡng cao, mắm có mùi thơm, vị mặn đặc trưng nơi đầu lưỡi, nhưng hậu vị ngọt đọng lại sâu nơi cuống họng. Cái sự khác biệt của nước mắm truyền thống là không có gì khác biệt cả. Tức là nếu như mà mình làm đúng theo cái phương pháp và đúng với cái cách làm của các cụ ngày xưa thì là sẽ nguyên bản. Cái điểm khác biệt của nước mắm nhà mình là nước mắm vị Bắc Trung Bộ có một vị rất là mặn và do là tỷ lệ muối và cá khác biệt. Thứ hai là do nguồn nguyên liệu của cá cơm ở ở ở tại quê hương của mình á thì nó có một cái do là cái vùng biển á nó có một cái vị rất là thơm và đặc trưng. Với chị Diệu, truyền thống là gìn giữ những tinh hoa đã được chắt lọc từ nghìn đời để kế thừa và phát triển, cùng lan tỏa những giá trị ấy ngày một hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Chính vì thế mà chị ngày đêm học hỏi, tìm cách để cải thiện và tạo ra nhiều sản phẩm mắm truyền thống phục vụ người tiêu dùng. Hiện nay, chị Diệu cùng cơ sở sản xuất của mình luôn hướng tới dòng sản phẩm chủ đạo là các mặt hàng hải sản địa phương và mắm truyền thống. Trong đó có 3 dòng mắm chủ đạo là nước mắm truyền thống rút nõ, mắm tôm và mắm tép. Các sản phẩm mắm của chị đang được phân phối tại nhiều thị trường với sản lượng khá lớn. Không những thế, cơ sở sản xuất của chị cũng đang tạo ra sinh kế bền vững cho nhiều lao động tại địa phương, đặc biệt là phụ nữ.